8 lít à? Ồ nhỉ, hay quá. Đấy, lại kéo khóa vào là không biết nào biết là cây hay là gì. Tứ quan được. Tứ quan được. Xì. Mùa đông này đầy tứ to. Hay quá. Làm cái đeo nữa đỡ phải cầm. Làm quay đeo. Đấy. Thử nhấc ra xem thế nào. Đấy, người ta lại tưởng là nói điêu. Nhỉ. Được đấy. Này cũng đầy đủ chân tay đấy nha. Ghê đấy nha. Được. Phải mốc má hòn đá này cho nó đẹp. À, để ra hình nhỉ? Vỉa cho nó vài phát. Cắt. Bớt nó đi, phải bé thôi đúng không? Không để dài cũng được nhưng mà vỉa cho nó. Giờ mua đâu được những cái ông bé tí nhỉ? Ôi ở đây. Thế mua ở đâu? Như trên Hoàng Hoa Thám đây. À, đó nào phải chạy phòng. Xi gì đấy anh? Xi đấy. Xi đấy không ạ? Đấy. Cây bao nhiêu đấy? Cây này 1 triệu. Đấy. Chơi này nó không đau lưng không ạ? Đây, những cành này có thế này thôi. Đấy. Đá thấm thủy. Đúng rồi, đá thấm đẹp quá. Không cần chậu cũng chơi được. Đúng rồi. Nót vào tờ giấy ăn cũng chơi được. Được. Thôi lại cất cho tôi. Hình như có cây sam hương đẹp thì bán rồi. Hình như bán cây đẹp rồi. Đấy. Còn cây này có ăn nốt thì ăn. Cây này bao nhiêu ông nhỉ? Quên mất rồi. Cây này 8 triệu rưỡi. 8 triệu rưỡi. Toàn xuất khẩu ngược. Đấy. Sam hương. Đẹp đấy. Đây là cây của ấy à? À đây à. Ừ, con này có thịt đấy, có da có thịt đấy. Cái này thì bao nhiêu? 15 triệu. Hôm trước được bắt tay đại gia Hùng Đen gì nữa. Đấy. Cách đây 1-2 năm là cũng như này. Đấy, chú sau rồi giàu hơn đấy. Đây là ông Tị cho đi học việc suốt rồi này. Bây giờ cao hơn nhiều. Này, cặp đôi kia xuất hiện không biết có biến gì không. Nhờ. Đấy. Tường Vi à. Chưa gặp với Tường Vi. Chưa gặp khách thì mình về mình thế rồi bác bảo giờ nào con thanh này mua rẻ đâu, mua đồ rẻ thế. Mà chưa gặp khách thì cái này ông bán bao nhiêu? Cái này 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. Đấy, con bán như là mua ai mà mua ai ra. Không bán được mua ai. Nam thì tao mua cái đồ này. Nam thì rét. Quên đi. Nước ở mỗi tiền thì nó nuôi nó đi ra mà mua thì nó 8 triệu tao không mua đâu, bỏ tiền mua đâu, bao nhiêu thôi. Đây, kìa vợ ơi, vừa công nào ở thanh lý cả vườn đấy. Lâu lắm nay mà thấy xuất hiện nhỉ. Đúng rồi. Đâu anh thì thỉnh thoảng anh vẫn ra. Chơi với người đây thì anh mẹ nắm giỏi lắm. Không bao giờ nó đói. Không biết làm cái món gì mà. Gạo. À gạo à? Đại lý gạo mà phân phối. Mà bố đại lý bố ấy nắm đấy, bố đưa đi dòng nắm đấy. À thế à? Cả Sơn Tây cơ đấy, đưa đến cả Sơn Tây đấy. Tí nữa bảo em đang hết gạo rồi. Có cái quét kho rơi vãi là phải xin tí. Đại lý gạo đưa hôm nay đến địa bàn có ông bà này rộng lắm. Thế thì Chả bao giờ đói. Thích gì con ấy? Thì con anh kia hay cũng làm cho xem kênh của Tuyền, cũng làm cả cái dây không biết. Vừa xong gặp kia bảo năm trước để cho Tuyền đi si trực trực là quá. Hôm qua ông Tùng lên nơi mà chê chê sẹo. Hôm qua cũng lên à? Lên chê sẹo. Chốt giá cả xong rồi mà lên chê sẹo không lấy. Tốt quá, không lấy thôi. Đấy, còn mỗi tội mình hơi mất việc buổi sáng tí. Còn ý nuôi một năm nữa thì có ốm đau. Cứ tưởng là mẹ cụ lên cho tí tiền để trả nợ cũng. Chúng dâu gọi điện. Yeah. Cả ý kiến đang bảo là vì lúc không bảo là ông Tổng Quý ông cứ hỏi số của mày thì mình cho anh số. Mẹ số bao nhiêu lần rồi mà chả chịu lưu. Đau đầu lắm. Cụ thì đau đầu lắm. Hôm qua vứt bé nó buổi sáng ở nhà. Không thì nó là ngày hành chính mình cũng phải trốn chui trốn lủi. Càng tốt mà, ý là nhưng mà nó hơi bị mất thớ. Đó. Sang đây tí. Đấy, toàn bộ quang cảnh chợ Vạn Phúc. Hôm nay thời tiết rất mát. Tôi tới đây mà có đẹp không đổi xấu. Đúng rồi, tại vì hôm nay cũng sửa thì đã cứ để cho nó. Nhưng mà anh có hay là anh tưới nó không có quả. Có bán hả chị? Bán cây à? Chú có mua không? Có, cái gì cũng mua hết. Nhiều con sai mini đó. Có đâu. Ăn ơ. Mời chú đem nước đến chơi chứ cái này để bán không? Ăn không? Anh làm gì có cây gì ra hồ được không? Con nào em xuống em này. Hiếu ơi, bật lửa không lên nhau. Không bật rồi, đánh bật cho. Anh để hơi kém. Đấy. À cái lửa này nó không nhìn thấy. Anh chị lấy cái này mà chơi được. Đẹp đấy. À cái môn đấy thì anh sửa lại. Đẹp. Hôm nào chưa sửa thì đã có hoa. Hoa anh bảo chơi nhà hơi chơi. Hôm nào cũng để nó có hoa. Cái cả thủ sửa. Cắt đấy. Cái đá nó nhỏ. Cắt đổ. Bây giờ tôi còn đá ra thổi. Mà bây giờ nó đẹp. Xe cây của bác. Đấy, thật ra là úi giời kia si kia Túc á à, nhìn lúc đầu em cũng bảo đa, xin lỗi anh em. Sao quăng quật thế, để lên cao xem nào. Để lên đây ngắm tí xem nào. Đấy. Anh em vừa nãy cứ đá lên. Đấy à, nhẹ nhỉ. Thế thì báo giá cái xem nào, biết đâu xanh xi như này giá nghe thì nhiều, nhưng mà cái sổ mình cả con này thì quá hiếm luôn. Bao nhiêu đấy nghệ nhân? Con này 25 triệu. Lúc đầu em nhầm, xin lỗi anh em mà bảo là cây đa. Mình bảo là mình bảo rõ ràng không phải đa gì mà lại tay nó dăm cái này không phải. Cắt chuyển này. Ba nhịp rồi. Anh em cổ. Được của nó đấy. Bây giờ thì chờ cái mầm này ta đưa phát vào là xong. Được cái ngọn đẹp. Lúc mà mấy mặt nó phá. Múp mím nha. Sạch cây. Mấy cái đường mở mai này thôi. Rồi là sâu cây. Đấy, mẹ những cái si xanh này thì nhiều, dạng này nhiều, nhưng mà cái Túc cái cây này mới là vấn đề. Chết tiệt. Chết tiệt. Được. Nhìn cái chọn này ấy. Ghê quá. Mà nói mà. Mua của anh em ở Bắc Giang mà. trên tí rồi nó dừng nhiều nha. Đi hội chợ mua ấy đông như là nhiều con, nhiều cây, nhưng mà con form này có mấy con mà có đúng không? Này cao sau cao tầm 35 phân. Đấy, con này làm xong cây cao 35 phân. Quá ổn áp. Ổn áp. Được. Thế còn cây kia bao nhiêu vào giá thể? Con này là 28 triệu. Con này 25 triệu. 25 rồi nãy quay rồi mà không có giá.